A Di Đà Phật. Kế đến con xin chuyển đến cho máy của bác Diệu Âm Song Canada và xin máy tỉnh phước chuẩn bị âm thanh của mình ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ vẫn chưa được ạ, mà bác mở âm thanh lại ạ. Dạ được rồi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính xin lão cư sĩ từ bi giải thích cho con. Con không có kinh nghiệm về ban hộ niệm, nhưng trước đây gia đình con ở Việt Nam có người bệnh, con có khuyên nên mời ban hộ niệm, nhưng gia đình nói ở gần nhà có người bệnh, mời ban hộ niệm đến, nhưng khi người bệnh sắp lâm chung thì ban hộ niệm đuổi tất cả ra ngoài, không cho trong phòng, chỉ còn lại tất cả đều là ban hộ niệm. Con không tin và cùng giải thích với gia đình, nhưng thời gian qua có ban hộ niệm, có người lên chia sẻ trên lớp học, vị này nói trong nhóm người hộ niệm, người sắp lâm chung thì đóng tất cả cửa sổ, tất cả người thân phải đứng phía sau ban hộ niệm để tránh bệnh nhân thấy hoặc nghe tiếng mà xâm tâm luyến ái. Đây không phải nói là do những người còn chấp, mà là tất cả, mà đây cũng là tâm đắc của ban hộ niệm. Kính xin lão cư sĩ từ bi giải thích cho con, như vậy có phải là đúng pháp hộ niệm hay không? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thường thường khi mà người nói lại cũng có một cái xác suất đúng trong đó. Xác suất nó nghĩa là sao? Cũng là tùy theo trường hợp, có nhiều trường hợp đúng, có nhiều trường hợp không đúng lắm. Ví dụ như gia đình, có nhiều trường hợp khuyên gia đình hãy cách ly, mà khi đã khuyên gia đình cách ly thì thường thường người ra đi cũng bị nặng nặng lắm, khó có phần được giải thoát. Tại sao phải cách ly gia đình? Tại vì chính người bệnh lưu luyến gia đình, chính người bệnh lưu luyến thân bằng quyến thuộc. Vì người ta khuyên mãi mà cái người bệnh đó vẫn còn lưu luyến gia đình, ngược lại gia đình còn lưu luyến, còn than khóc nữa, đành rằng người ta phải nói thôi, bây giờ lúc này là lúc gia đình còn phải ra ngoài đi. Khi đã nói là gia đình cần phải ra ngoài đi, tức là người ra đi đó đã bị rất nhiều sơ suất, người bệnh rất nhiều sơ suất, hiện tượng vãng sanh xác suất đã yếu lắm rồi đó. 100 phần nhiều khi chỉ tìm được 5-10 phần là có hy vọng, còn 90 phần đã thất bại. Cho nên câu hỏi này giúp cho Diệu Âm nhắc nhở thêm cho chư vị, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định đừng để cái tình thân luyến ái của gia đình trói quyền mình lại, mà luôn luôn vì thương gia đình, thương con cái, cho nên chúng ta phải quyết lòng niệm Phật, quyết lòng vãng sanh, lưu lại tương lành để con cái làm gương mà tu hành, thì cái đó mới gà là trí huệ. Càng thương con cái bao nhiêu, thấy con cái không tin không tưởng, lấy gia đình quyết thuộc không tin tưởng, thì ta quyết lòng vãng sanh để tìm cách đời sau qua ngoài giúp đỡ cho nhau, mới là người có trí huệ. Nếu mà chúng ta cứ đem cái tình thương này mà trói lại thì chẳng khác gì chúng ta đành đoạn bỏ mất con đường thành đạo, chịu chấp nhận vô lượng kiếp khổ đau trong cảnh đọa lạc tối tâm. Hỏi rằng chư vị chịu tối tâm đọa lạc trong vô lượng kiếp cho giúp ích gì cho gia đình hay không? Đây là cái điều mà chư vị tự nghĩ lấy. Cho nên trong cái câu hỏi này, có thể một là gia đình không tin Phật Pháp, ban hộ niệm đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần mà gia đình không tin. Gia đình không tin chỉ vì gia đình vẫn còn thiếu thiện căn quá lớn. Thứ hai nữa là tại vì người bệnh cũng không tha thiết vãng sanh,
Mặc dầu ban hộ niệm đã răng nhắc rất nhiều mà người bệnh vẫn còn. Họ đành là cái giây phút cuối cùng đành phải cố gắng thêm một lần nữa để coi thử có giải quyết được gì không. Đành rằng họ mới nói thôi bây giờ tất cả gia đình hãy đi ra đi, đừng để cho người thân lắm. Tức là con nước còn tắt để cứu người bệnh. Nhưng mà thực ra tâm trạng của ban hộ niệm lúc đó cũng não nề, ê chề lắm đó. Và chắc chắn thành tựu hay không vẫn ở chính người bệnh tự quyết định lấy. Mong cho các ba các má hiểu được như vậy thì tự mình một lần lên đường Zoom này hiểu ra một chút, phải hiểu ra để tự mình giải thoát. Tại sao một bà cụ đó hồi giờ không biết tu mà sau cùng lại được vãng sanh? Chính nhờ bà cụ hiền lành, chính nhờ bà cụ có tâm chí thành, chính nhờ bà cụ được khuyên là làm cho đúng liền, không cãi một lời. Còn chúng ta tu mà cứ cãi lên cãi xuống làm cho ban hộ niệm nói muôn đức hơi mà mình cũng không chịu nghe, sau cùng rồi vướng nạn rồi đổ thừa khắp nơi hết. Mong cho chư vị phải cố gắng tự tạo cho mình tất cả điều do chính mình, phải tự chủ mà đi làm cho đúng pháp hộ niệm. Cơ duyên vạn tranh của chư vị trang trề làm không đúng pháp hộ niệm thì đành phải ngậm đắng nước nuốt cay đã nhé. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa lão cư sĩ Diệu Âm, cho con xin hỏi thêm là trong trường hợp mà gia đình mà liên quyến người ra đi đó không có thể nào mà đứng trước người ra đi mà khuyên người ra đi buông bỏ hết, thì tại vì không có thể kiềm chế được cái cảm xúc của mình đó, thì có thể nào mà ở một chỗ khác rồi gọi điện thoại tới để mà khuyên hương linh buông bỏ ra đi được không ạ? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả đều chúng ta có thể làm, nhưng mà sợ rằng khi đến lúc cuối cùng rồi mà không buông thì những lời nói đó có thể giúp cho người ta buông, mà cũng có thể người ta vẫn giữ cứng đó thôi chịu tu. Tất cả đều do cái tình chấp cả. Tốt nhất là chúng ta nên buông trước nha chư vị, chứ đừng lúc đó mà kêu người ta buông. Ví dụ như giờ thường làm như vậy lắm đó. Chứ chư vị ơi, mà nhờ cư sĩ Diệu Âm khai thị giùm, cha con vẫn còn tham tiền tham bạc quá đáng đi, thì Diệu Âm cũng mạnh dạn nói đủ cách hết trơn để mà kêu gọi ông cụ này buông ra. Nhưng mà ông cụ không buông ra thì cũng chịu thua. Xin thưa với chư vị, tất cả đều do tại mình. Trong lúc tỉnh táo này lo buông trước đi chư vị, đừng để lúc đó mới buông cái một. Không có đâu, khó lắm. Khó là do tại mình, dễ cũng do tại mình đấy nhé. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm nhắc nhở cho chúng con là buông là cả hai chiều, một chiều là của bên người bệnh và một chiều là của gia đình luôn. Chứ buông mà người bệnh mà buông rồi mà gia đình cứ níu thì cũng làm rất là khó cho hương linh ạ. Dạ.